Thế thì ông thấy cách đây là mẫu xe lăn là X8. Mẫu xe lăn X8 này dành để hỗ trợ cho mọi người đi vệ sinh. Thiết kế combo đi vệ sinh. Đây, có thể là đổ ít nước cho một ít giấy vào đây. Xong rồi mình nắp vào đó. Còn cái nhà của xe combo cũng như đây. Sau xe qua được thiết kế tiêu chuẩn là sắt mạ chrome, sắt có đẹp, cái chân là bằng nhôm đúc, còn vành là lốp cũng trong vành nhôm lan hoa, lọc sóc chấn. Khi người nhà người thực khách sử dụng chiếc xe này sẽ rất là tiện lợi. Vâng, xe của mô đi vệ sinh. Khi đi vệ sinh thì cách này chỉ cần một nước cái này ra và là người nhà có thể đi vệ sinh trực tiếp xuống đây. Sau đó là khi đi xong rồi thì quý vị có thể đậy lại như này, một kín đáo như này. Và có thể là sử dụng bằng hai tay để đi lại được thuận lợi. Rồi khi tháo đổ thì khách chỉ được rút ra cô là phòng hàng đại lắm nè, người ta mang đi được vệ sinh sau, sau đó ta lại đổ chút nước và cho một chút giấy và chống dính xuống bên dưới, còn ta để nguyên cái lắp được là đậy lên đây cũng được, nhưng mà để chủ động thì chúng ta có thể bỏ lắp được ra thường xuyên một xe ô là hãy cái xe đi rồi, và khi dùng ta chỉ được nhấc cái này là có thể đến vệ sinh trực tiếp từ đây, còn này lắp được. Xe có thể là gấp gọn lại, muốn gấp gọn để mang cái vận chuyển cái xe này đi, thì sẽ phải tháo lắp cho nó. Thứ nhất cái này, ta rút vô đưa ra ngoài, và ta nhấc cái bệ ghế ngồi lên, ta để ra ngoài. Sau đó, ta dùng hai cái dây kéo gọn cùng một xe. Cái phụ kiện của xe thì bắt buộc là khách phải để rời ra ngoài, phải để rời ra ngoài trong một cái túi bóng mang đi, và chiếc xe có thể phải đi lại mang đi di chuyển trên cái gì khác đó, sau đó ta lắp lại. Cách lắp thì rất là đơn giản, thì khách phải mặc khung giúp khung ra là khung số vị trí. Trên cái bên ngồi nó có bốn mấu bích vị, nó sẽ vào bốn cái lỗ trên thân xe chống dịch chuyển vì bị nặng như này vào bốn bốn vị trí, bệ ngồi không thể dịch chuyển nữa, định vị rất là chắc, sau đó bị nặng nắp cái chiếc mô được rồi. Rồi chân ta phải để anh ngồi bình thường rồi khó lắp đơn giản đó, rất là thoải mái, đặc biệt là đi vệ sinh chủ động và khách.